Nga thông báo các lực lượng của nước này đã tiến hành tấn công tên lửa nhằm vào các căn cứ quân sự công nghiệp của Ukraine. Kiev xác nhận về vụ tấn công trên và thừa nhận phòng không nước này không thể đánh chặn hầu hết tên lửa. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nước này đã tiến hành một cuộc tấn công nhóm sử dụng các vũ khí chính xác cao phóng từ biển và từ trên không, trong đó có tên lửa siêu thanh Kinzo, theo không quân Ukraine, cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở ở Kharkov, Dnepropetrovsk và Khmelnytsky cùng với một số phần của khu vực Zaporizhia do Ukraine kiểm soát. Các nhà chức trách tại Khmelnytsky thông báo có 6 vụ nổ, trong đó có một vụ tấn công nhằm vào một cơ sở hạ tầng không xác định và khiến ít nhất 2 người thiệt mạng. Theo các quan chức ở Kharkov, ít nhất 4 cuộc tấn công tên lửa đã phá hủy các cơ sở kinh doanh và giáo dục, gây ra một số thương vong. Không quân Ukraine thông báo chỉ bắn hạ được 18 trong số 51 tên lửa mà Nga đã phóng, Họ cũng thừa nhận đã thất bại trong việc đánh chặn 4 tên lửa Kinzhal, 6 tên lửa Iskander-M và 8 tên lửa X-22. Người phát ngôn không quân Ukraine Yuri Inat giải thích, Nga đã phóng số lượng lớn tên lửa đạn đạo mà ông cho là chỉ có thể bị bắn hạ bởi hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất và một số hệ thống phòng không tiên tiến tương tự. Loạt tấn công mới đây diễn ra sau khi Nhà Trắng và Lầu Năm Góc cảnh báo họ sẽ không thể cung cấp tên lửa Patriot cho Ukraine vì các thành viên Đảng Cộng Hòa tiếp tục cản trở yêu cầu hỗ trợ bổ sung 60 tỷ đô la Mỹ cho Kiev mà Tổng thống Biden đề xuất. Đảng Cộng Hòa đã nhiều lần yêu cầu chính quyền Tổng thống Biden làm nhiều hơn nữa để tăng cường an ninh biên giới Mỹ và coi đó là điều kiện tiên quyết cho một thỏa thuận tiềm năng. Nga đã tăng cường không kích các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng của Ukraine để đáp trả việc Kiev tấn công vào Belgorod và Donetsk.